Ở tập trước, nhờ bà Tiên giúp đỡ, Lọ Lem đã lên đường đến vũ hội với trang phục xinh đẹp. Trong khi đó, hoàng hậu lại muốn hoàng tử phải chú ý đến cô gái nghèo. Hoàng tử hiểu được thiện ý của mẹ. Chàng không quan tâm đến những cô gái có y phục sang trọng, mà chỉ tìm kiếm những người mà mẹ mình cảm mến. Sao không có cô gái nào mặc y phục bình thường vậy? Mời hoàng tử khiêu vũ cùng thiếp có được không? Quỷ là ai vậy? Nhìn kìa, quỷ quá xinh đẹp. Quỷ là công chúa của vương quốc nào vậy? Ôi, nhìn khuôn mặt chị dáng đi của nàng kìa, mới xinh đẹp làm sao? Nàng ấy thật là đẹp. Không chỉ đẹp ở trang phục, mà ở nàng còn toát lên sự trong sáng thánh thiện. Hoàng tử ơi, chàng hãy khiêu vũ cùng ta đi. Công chúa phải không mẹ? Ôi, cô ta xinh đẹp quá à. Lẽ ra ta đã khiêu vũ với hoàng tử rồi, không ngờ sự xuất hiện của ả đã khiến hoàng tử không thèm nhìn đến ta nữa. Tức quá mà. Mẹ ơi, mẹ có cách nào không? Sao nhìn cô ta thấy quen quen? Quen gì chứ, mà cô ta con chẳng thấy quen gì hết. Nghe mẹ nói con thấy cũng hơi giống. Giống ai ta? Con Lọ Lem. Con Lọ Lem làm gì mà đẹp như ả kia được? Giờ này nó đang lựa đậu ở nhà đó. Ừ, đúng rồi. Làm gì đi chứ? Ngươi đến đây, ta sai ngươi làm việc này. Ngươi đi đến chỗ vắng, làm như thế này. Ta tổ chức bữa tiệc khiêu vũ là để mừng hoàng hậu. Sau một năm nay, hoàng hậu không nói, không cười. Bây giờ nàng đã hết căn bệnh lạ, cùng với việc tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Nào con trai, con đã vừa ý công chúa hay tiểu thư nào chưa? Nhà vua, chính là ông chúa có con ngựa đạp gai nhọn đấy mà. Còn hoàng hậu, chính là người phụ nữ xinh đẹp không nói được đấy sao? Nhưng ta không thể ở đây lâu được, phải về ngay thôi. Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được một cô gái, nhưng không biết nàng là con của gia đình nào. Nhưng mới vừa gặp nàng, con đã nhận ra dù nàng là người kiêu sa quý tộc hay chỉ là một người bình thường, thì ở nàng luôn có sự dịu dàng và trong sáng. Sao hả? Ngươi có bắt được cô gái đó không? Dạ, thưa phu nhân, tôi đang dừng cung định bắn con ngựa, nhưng không biết con gì nó nhảy sổ vào tôi, nên không bắt được cô gái đó. Đồ vô tích sự à! Con cảm ơn bà Tiên đã thương và giúp đỡ con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn chim, bạn chuột và bạn cáo nữa. Cả hai đã giúp ta rất là nhiều việc đó. Chúng em và chị là bạn tốt với nhau mà. Mùa gì ghẻ sắp về, rồi. Lọ Lem, mau về nhà ngay thôi. Mình phải làm gì đó cho mẹ kế không nghi ngờ. Mày vào nhà bếp xem con Lọ Lem có trong đó không. Mẹ xem đó, chị ấy không đi mà lại sai con. Con có phải là người hầu của chị ấy đâu chứ.
Chị mệt rồi. Có phải một mình chị mệt đâu, ai cũng mệt cả. Thôi, hai cô mệt thì ngủ. Để mẹ đi xem Lọ Lem được chưa. Chị phải nhắm mắt, giả vờ ngủ đi chứ. Lọ Lem, mày đã lựa đầu xong hết chưa? Lọ Lem!